Ngay từ hôm xem xong suất chiếu sớm, mình đã có ý định viết vài dòng cho bộ phim này vì để lại cho mình quá nhiều suy nghĩ, nhưng sợ mang tiếng spoil và làm nhụt chí các bạn muốn đi xem. Nay chắc hẳn mọi người đã xem hết rồi, cho nên mình thích viết vài dòng về phim với góc nhìn hơi khác một chút. Ngạn, một chàng trai yếu đuối từ bé, tình cảm sâu nặng nhưng yếu từ trong yếu ra. Ngạn đánh lộn trận nào cũng thua, phải chi trước khi đánh nhau cậu biết chơi một liều doping, chơi khô máu với bọn nhóc một lần là chúng nó sợ đến già rồi. Điều động lại với mình về nhân vật này là giọng nói của Ngạn có vẻ như hơi hụt hơi. Chắc mọi người cũng có cảm giác như mình. Hà Lan ráng nha. Chờ Ngạn lên. Đây là biểu hiện lâm sàng của bệnh hen mãn tính. Điều này lý giải được tại sao Ngạn bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng khi môi sắp kề môi. Vì khi sắp hôn, nhịp tim tăng cao, khả năng xuất hiện cơn hen cấp rất cao. Ngạn sợ đang hôn thì lên cơn hen nên dù rất thèm, Ngạn vẫn phải nín hôn suốt 2 thập kỷ. Phải chi trước khi vô rừng sim, Ngạn làm vài hơi salbutamol thì có lẽ đã khác. Nhưng có lẽ thịt heo tăng giá nên người ta đã gom hàng để làm chất tạo nạc cho heo. Hoặc có thể Ngạn chưa được thi lại 2 môn thực hành dược lâm sàng nên không biết cách sử dụng bình xịt. Vì vậy, Ngạn đành chấp nhận sống trong cơn hen mãn tính với chất giọng thều thào. Chất giọng này theo dân mạng qua Mỹ kể chuyện ma là đúng. Hà Lan, mình không ấn tượng với đôi mắt biếc mà lại là cái mỏ dĩnh, một cô gái có chơi có chịu. Đẻ thường không cần gây tê, gây mê hay giảm đau và không cần bất cứ một khóa tư vấn tiền sản nào, cũng chả phải vào bệnh viện phụ sản Trung ương Huế. Và cũng rất may là mẹ tròn con vuông và không phơi nhiễm với HIV vì Dũng là một tay chơi gái chính hiệu. Dũng, đây là nhân vật mình thích nhất phim, không thấy khuyết điểm về y học nào ở anh này. Anh mang những tính trạng của gen trội, cao to, đẹp trai, mạnh mẽ và sát gái. Có chăng thì cuối đời anh có thể mang những hệ lụy như lậu, giang mai hay sida, nhưng phim không chiếu tới anh nữa. Chắc là anh sống hạnh phúc đến cuối đời. Trà Long là một cô gái ngây thơ, đáng yêu và trong sáng. Dù mang dòng gen thích đú đởn của mẹ Hà Lan và lãng tử đa tình của bố Dũng, nhưng được sự nuôi dạy và gần gũi Ngạn, Trà Long vẫn rất tốt và đặc biệt trung tình với Ngạn. Suốt những năm học trên thành phố, cô vẫn viết thư đều đặn, không bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng và không bỏ lỡ người mình thương. Thế mới thấy, môi trường và cách giáo dục ảnh hưởng đến tính cách nhiều hơn là kiểu gen quy định. Chỉ tiếc là lúc mang thai, Hà Lan chỉ được ăn cháo trắng, không được bổ sung calcium cobia, nên Trà Long có vẻ bị thiếu canxi, suốt ngày phải dựa lưng hoặc ôm chú Ngạn, không ngồi thẳng được. Về phần Hồng, mọi người đều nói Hồng ngon hơn Hà Lan. Thế nhưng đến 35 tuổi vẫn không cua được Ngạn. Thực ra cô có thể xài vài tiểu xảo nho nhỏ nếu có chút đầu óc của Văn Hậu. Chẳng hạn, lúc Ngạn ốm, cô qua nhà nấu cháo cho ăn, cô lại nấu theo phương pháp của Thị Nở năm xưa là nấu cháo hành, vì Thị Nở nấu cho Chí Phèo. Một tay côn đồ lao động tay chân cường tráng, hàm lượng testosterone cao nên chỉ cần cháo hành là có thể cho ra thằng cu nằm ở lò gạch cũ. Nếu thay vì cháo hành, Hồng order thêm ít hàu tươi Vũng Tàu, thêm 50mg Viagra xay mịn thành bột trộn vào. Ngạn lúc này đã 35, nồng độ testosterone đã giảm đáng kể. Sau đó thì cô Hồng có thể đút cho Ngạn ăn. Tắm rửa sạch sẽ, chờ ráo nước trong 30 phút là húp trọn. À mà thôi, khỏi tắm rửa sạch cũng được. Có lẽ nếu như vậy thì kết thúc đã không gây tiếc nuối đến vậy. Về hoàn cảnh rừng sim, đây là một cảnh vô cùng đẹp và lãng mạn trong phim. Nó xuất hiện xuyên suốt trong những lần hẹn hò của Ngạn và Hà Lan, và sau này là cả Trà Long nữa. Nhưng làng đo đo quê mình nên mình biết, mùa sim thường là vào mùa hè, nóng chết mẹ. Nên dù cảnh có đẹp nhưng với cái nóng đó cũng khó tiết oxytocin là một loại hormone tình yêu. Phải chi làng đo đo có vài sinh viên sau khi học xong 6 năm trường y bỏ về quê startup vài cái homestay lãng tình trong rừng sim với máy lạnh đầy đủ, thì có lẽ là Hà Lan và Ngạn không cần phải lên thành phố học cấp 3 và làng đo đo đã có thêm 3 nhân khẩu. Nice. Tóm lại, bộ phim ngoài các điểm thiếu sót đáng tiếc trên thì dù sao cũng là một bộ phim xuất sắc và đáng xem. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.